nào? Cái dao động duy trì thế nào? Thì để hiểu lý thuyết của dao động duy trì thì bọn con nhớ cho thầy này. Một sẽ là định nghĩa, hai là nói, thầy nói về điều kiện, ba là chúng ta phải hiểu cái gì nữa, đặc điểm, bốn là gì, ứng dụng. Cái đặc điểm này đôi khi không để ý chết. Thế thì muốn biết được một dao động duy trì thì bọn con hình dung này này. Giả sử thầy lấy cái bạn móng tay có vấn đề kìa, thầy dùng một cái dây thì treo lên giống như là bạn ấy ngồi võng. Nghe đây này, thực tế khi thầy kéo lệch cái con lắc này, cái võng ấy ra khỏi vị trí cân bằng thì nó sẽ chạy từ đây đến đây. Nếu bình thường mà không có ma sát và lực cản thì nó sẽ chạy ở hai biên là B phẩy chẳng hạn. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là không có ma sát và lực cản thì cái biên độ góc này mới không thay đổi. Nhưng vì có ma sát và lực cản nên chắc chắn dao động này phải tắt gì? Tắt dần. Thì người ta bù năng lượng bằng cách nào? Người ta mới làm, người ta dùng một em bé, người ta mới dùng đẩy. Khi mà cái võng lên đến vị trí này, ta dừng đây cái võng đi, lên đến vị trí này thì để nó sang được đến vị trí này là không có đâu, vì ma sát và lực cản. Tôi muốn co cho nó biên độ cũng đổi thì tôi phải đẩy nhẹ, thì đúng lúc lên sau đó quay xuống thì đẩy nhẹ nhé. Đẩy làm sao để cho nó vừa đủ năng lượng mà như là gì nó bị mất trong quá trình chạy từ đây đến đây và lên được chỗ này. Nhưng lên đến chỗ này mà chúng ta lại không thế nào nhỉ, cứ để tự do thì nó đến đến đây thôi, nó chỉ đến đây thôi. Và nó đến đây rồi thì thế là gì, em bé tay ngắn không đẩy được. Vậy thế là gì, phải làm động tác là mấy em bé đẩy vào. Như vậy là gì, bạn sướng như vua gì nữa. Hai người phục vụ để mà có biên độ không gì không đổi. Và chúng ta tưởng tượng ngay việc đẩy này phải ăn nhịp. Ăn nhịp tức là không làm thay đổi chu kỳ của nó. Và việc đẩy này phải thế nào, vừa phải. Vừa phải như thế nào để đủ bù phần năng lượng đã mất sau mỗi nửa chu kỳ. Và cái dao động như thế người ta gọi là dao động gì? Duy trì. Và tôi biết ngay đặc điểm của dao động duy trì là chu kỳ dao động là chu kỳ dao động gì? Riêng. Rõ chưa? Đặc điểm quan trọng nhất của nó đấy. Và như vậy thì sao? Định nghĩa dao động duy trì là gì? Là dao động có biên độ không đổi theo thời gian nhờ được bù năng lượng. Điều kiện để có dao động duy trì là gì? Bù đúng. Đúng là phù hợp về chu kỳ và tần số. Bù đủ phần năng lượng mà vật dao động đã mất sau mỗi nửa chu kỳ. Tất nhiên là sau cả chu kỳ thì bằng hai lần như thế. Đặc điểm chu kỳ của dao động duy trì bằng chu kỳ dao động gì? Riêng. Và thực ra chỗ kia không phải là có lắc đơn đâu. Chỗ kia chính là đồng hồ của lắc. Vậy thì ứng dụng của dao động duy trì là tạo dao động duy trì ở đồng hồ của gì? Của lắc. Cụ thể ở trong đồng hồ của lắc có một cơ cấu đặc biệt là cái lò xo xoắn. Hoặc là kéo cái gia trọng ấy. Khi ta xoắn lò xo thì ta đã tích lũy vào trong cái đồng hồ một năng lượng dự trữ dưới dạng gì? Thế năng. Khi đồng hồ hoạt động thì mỗi khi quả lắc lên đến điểm cao nhất, mỗi khi quả lắc lên đến điểm cao nhất thì lò xo xoắn lại giãn ra một ít, có tác dụng bù đúng phần năng lượng mà đồng hồ đã mất sau mỗi nửa gì? Chu kỳ. Kết quả dao động của đồng hồ là gì? Duy trì. Và cái đồng hồ của lắc nếu xét đầy đủ nó có ba bộ phận chính. Một là vật dao động của lắc. Hai, nguồn năng lượng lò xo xoắn. Ba, cơ cấu chuyển năng lượng là các bánh răng ấy. Và như vậy hệ đó nếu như ta lên dây cót nó có thể sống một tuần, có thể sống một năm, sống một tháng, chuyện bình thường. Và nếu như ta khảo sát trong một khoảng thời gian dao động ngắn thì dao động đó là duy trì, còn sau một năm nó lại chết cơ mà, đúng không? Và cái hệ đó mang tên là hệ tự gì dao động. Và chúng ta tổng kết hóa luôn, hệ tự dao động là hệ có ba bộ phận: nguồn năng lượng, vật dao động, cơ cấu truyền năng lượng từ nguồn năng lượng đến vật gì dao động. Như vậy trong ứng dụng này ta hiểu khái niệm hệ tự dao động thôi. Bắt đầu một định nghĩa. Dao động duy trì là dao động mà ở đó. Dao động duy trì là dao động mà ở đó. Có biên độ dao động không đổi theo thời gian. Có biên độ dao động không đổi theo thời gian nhờ được bù năng lượng. Biên độ dao động không đổi theo thời gian nhờ được bù năng lượng.
nhờ được bù năng lượng. Hai, điều kiện có dao động duy trì. Điều kiện có dao động duy trì là gì ạ? Là bù đúng. Bù đúng, bù đủ. Đúng là phù hợp về chu kỳ và tần số ấy. Phần năng lượng mà vật dao động đã mất sau mỗi nửa chu kỳ. Bù đúng, bù đủ phần năng lượng mà vật dao động đã mất sau mỗi nửa chu kỳ. Tức là rất ngắn thôi. Tiếp, đặc điểm. Đặc điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải nói là gì? T bằng T riêng. Học chu kỳ dao động riêng chưa? Vừa xong. T bằng T riêng. Ứng dụng là tạo dao động duy trì ở đồng hồ của lắc. Tạo dao động duy trì ở đồng hồ của lắc. Tức là ứng dụng này là có lợi. Tạo dao động duy trì đồng hồ của lắc. Và đồng hồ của lắc là một hệ gì ạ? Và đồng hồ của lắc là một hệ gì? Hệ tự dao động. Và đồng hồ của lắc là một hệ tự dao động. Hệ tự dao động phải có 3 bộ phận chính. Hệ tự dao động phải có 3 bộ phận chính là cái gì các con nhỉ? 3 cái dao động này, vật dao động. Vật dao động. Vì là thi trắc nghiệm nên ta hiểu lý thuyết gọn này. Cái thứ hai là nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng. Nguồn thứ ba là gì? Cơ cấu truyền năng lượng từ nguồn năng lượng tới đâu? Vật dao động. Cơ cấu truyền năng lượng từ nguồn năng lượng tới vật dao động. Thế là có thể làm được bài tập rồi. Làm bài tập thì dễ nhỉ. Mất bao nhiêu? Dùng bảo toàn cơ năng. Mất bao nhiêu thì thế nào? Bù bấy nhiêu. Được chưa? Thì bài tập hôm ngày mai ta tiếp.